À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy khuấy trộn. Máy này có dung tích là 300 lít và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Thứ nhất là sẽ có 4 cái van Q27 ở xung quanh và một cái van xả đáy Q32 ở dưới đáy. Và sẽ có nắp đậy như là hình bán nguyệt. Bên trong là cánh khuấy điện. Cái cánh khuấy này các bạn có thể tháo rồi ra bằng cái chốt ở bên cạnh như này. Và công tắc bật thì là đây, các bạn chỉ cần bật nó lên thôi. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái loại máy trộn như thế này thì liên hệ với máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0904646238 hoặc là số 0908312438 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, bây giờ là chúng tôi là đang cuốn lại và để cho xe vận chuyển đi để bán giao cho khách hàng đấy ạ. Khách hàng này là ở dưới Bình Dương đặt bên máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi nhé. 4 van đây, 1 van này, 2 van này, 3 van này, 4 van này, là 1 van xả dưới đáy này, 5 van này.